Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điện để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phần 4 do Phạm Bá Hân thực hiện. Thưa về những cái tác giả đã có những nhận định đó vào cái thời kỳ đó, vào những thời kỳ đầu những năm 1960. Vâng. Dạ. Thì anh thấy bây giờ nó đã hơn 6 nó hơn 5-60 năm rồi. Vâng. Thì anh thấy bây giờ nó còn giá trị hay không anh? Theo tôi thấy thì nó vẫn còn nguyên như vậy anh ạ. Vẫn nguyên vậy. Nó có một ít cái thay đổi nhưng mà nó không đáng kể. Gọi là cái dạng của tất cả nó không. Thứ nhất là trở lại cái vấn đề dân số nhé. Thì dân số lúc đó là có 31 triệu, bây giờ nó 97 triệu, tức là nó gấp quá 3 lần. Thì Việt Nam bây giờ là thuộc về dân số đứng thứ 14 trên thế giới, nó cái đó thay đổi anh thấy không? Nó không còn là cái nước ít dân số, trong khi dân Pháp bây giờ cũng chưa tới 60 triệu. Đấy. Đó. Thế cái thứ hai là Việt Nam là một cái nước chậm tiến đấy. À, nghèo và chậm tiến đấy, thì bây giờ nó lại càng chậm tiến và càng nghèo hơn. Thì cái lúc đó ông nói đúng và bây giờ nó cũng đúng như vậy. Cái thứ ba là thoát khỏi cái nô lệ của thuộc địa. À, thì thoát khỏi được cái thuộc địa Pháp thì bây giờ nó lại nó lại xông rơi vào cái thuộc địa Tàu. À, nó lại còn nguy hiểm hơn nữa. À, và cái thứ ba là Tây phương hóa, tức là kỹ nghệ hóa và tiến lên. Thì rõ ràng bây giờ Việt Nam là chỉ có service chứ không có một cái gì đến nỗi mà mình phải lấy làm buồn là hãng Samsung nó muốn Việt Nam làm một số những cái bộ phận cho cái telephone cầm tay. Việt Nam không làm được không. Đến nỗi mà nó bảo bây giờ đúc cái con vít nhỏ xíu ở trong đó Việt Nam cũng không làm được. Thì tôi hỏi là những cái nhận định của ông Nhú về bốn cái phương diện ở trên đấy. Vâng. Cho đến bây giờ nó vẫn còn nguyên như vậy và nó còn tệ hơn nữa. Thưa anh. Thế bây giờ chúng ta đi vào phần thứ ba được không ạ? Vâng anh. Nhưng mà vâng. Thế trong cái phần thứ ba này ấy, về cái điều kiện nội bộ, tác giả tập trung vào việc phân tích hiện tình Việt Nam. Vâng. Thưa anh, theo ý anh thì tác giả chú trọng đến vấn đề gì nhất? Thưa như hồi nãy tôi có nói là tác giả thứ nhất á, là ông ấy không dựa vào văn hóa, tôn giáo, lý thuyết. Mà tác giả đi vào thực tế. Và khi nói đến thực tế Việt Nam thì phải nói đến cái gì mà thấy được. Đó. Cụ thể. Đấy. Do đó cái cụ thể nhất đó là Việt Nam nằm cạnh Tàu. Đấy. Nằm cạnh Tàu. Cái đó không thay đổi được. Đó. Bởi vì Việt Nam không di rời đi đâu được, vẫn phải sống ở đó. À, thế thì từ cái đó nó mới đưa tới những cái vấn đề là Việt Nam muốn tiến thì phải làm cái gì. Đó. Và vì vậy cái nội bộ phải xét tới cái nội bộ của Việt Nam. Nội bộ của Việt Nam là một cái xã hội, một cái nước bám vào nông nghiệp. Đó. Và dưới 80 năm người Pháp đô hộ thì cái chuyện này tác giả phân tích khá kỹ là có hai cái khuynh hướng gọi là thuộc địa. Một khuynh hướng của người Anh và một khuynh hướng của người Pháp. Thì về phía người Anh đó, thì khi họ đi chiếm thuộc địa họ chia nó làm hai loại. Là một là cái loại gọi là một cái loại thứ nhất là người Anh họ chia ra là họ có thể chiếm luôn cái đó để làm cái đất đai của họ. Cái loại thứ hai là để khai thác tài nguyên. Đó. Còn người Pháp đó, và vì vậy thì nước Anh đó, họ chuẩn bị cái con đường rất là dài. Đó. Để một lúc nào đó họ không dùng nữa hay là những cái nước thuộc địa đó họ trả lại được. Còn người Pháp thì không. Người Pháp thì công thức của người Pháp đó là chiếm, dùng người địa phương, khai thác tài nguyên
và cai trị. Vì thế người Pháp cai trị thì phải giữ cho đất nước cai trị đó chậm phát triển lại, và đặc biệt cái chậm phát triển lại là chậm phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là mặt trí tuệ. Đấy. Thành ra khi mà Việt Nam rơi vào cái công cuộc đấu tranh để mà giành độc lập đó, thì nó kéo dài trong cái 80 năm người Pháp đó, nó làm cho Việt Nam suy yếu rất nhiều tiềm năng nhân lực và chậm phát triển. Đấy, đây là một cái vế mà rất là quan trọng về 80 năm vì Pháp đồ hộ. Cái vừa sau anh nói cái sự cai trị của người Anh ấy, nó nhắm vào những cái nước mà nó chỉ khai thác thôi. Vâng. Và nó không chiếm làm một cái lãnh thổ riêng á, thì nó đào tạo, nó nhắm, nó khôn hơn người Pháp, nó đào tạo cái lớp đạo, cái lớp lãnh đạo. Thành thế là cái những thuộc địa của Anh bây giờ đó, nó, tất cả như Hồng Kông hay là Biên Điện hay là Canada hay là Úc chẳng hạn, thì họ rất là ổn định. Đó thì những cái nước đó, thí dụ như Úc hay là Canada đó, thì nó vẫn là thuộc của Anh. Vâng, nhưng mà họ vẫn thoải mái, và khi họ trao trả thì họ chẳng mất cái gì cả. Và Anh cũng không phải là chiến đấu, trong khi người Pháp á là kéo dài cái cuộc chiến ở Việt Nam. Là đó là một cái sai lầm, và cái hậu quả là dân Việt Nam gánh chịu. Đấy là nó cái sai lầm. Thế thì là cũng giống như những nước thuộc địa của Pháp hay châu Âu như ở bên Algeria. Congo chẳng hạn đấy, cứ đảo tránh biết y đó, như Việt Nam thì như vậy. Thì đó là một trong những cái hậu quả. Thế thì muốn giải quyết những hậu quả đó đấy, trong này tác giả đưa ra rất nhiều những cái gọi là những cái vốn, vốn về nhân lực, vốn về đất đai, vốn về trí tuệ của Việt Nam, để làm sao mà những cái đó, những cái vốn đó, cái vốn văn hóa, vốn này kia, thì làm sao để mà sử dụng cái đó để mà thay đổi cái đất nước. Bởi vì tóm lại đó, thì tất cả cái lược đồ này đó chỉ nhắm một cái mục đích duy nhất là phát triển được đất nước, giữ đất nước Việt Nam được giàu có, được phồn thịnh. Đấy, thì muốn làm cái đó thì phải bước qua tất cả những cái trở ngại này. Và trong cái trở ngại ấy, thì nó có những cái mà thấy trong này là đó là những cái vốn của Việt Nam có được. Đấy thì thí dụ như Việt Nam ở trong cái lúc này đó, cái điểm vừa rồi tôi nói là cạnh Trung Cộng đã là một cái nguy cơ triền biên. Cái thứ hai là Việt Nam chia đôi lãnh thổ, cái phân chia lãnh thổ. Mà cái phân chia lãnh thổ này á, nó là một cái chia cắt rất đau đớn cho Việt Nam. Bởi vì cái quá trình Việt Nam đã có thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Nhưng cái Trịnh Nguyễn phân tranh ấy mặc dù kéo dài, nhưng mà nó lại là cái cơ hội để miền Nam phát triển về phương Nam, phương Nam. Đấy, thế thì đó là những cái vốn có. Nhưng mà trong cái quan trọng thứ hai là cái miền Bắc lúc đó đang theo chế độ cộng sản và miền Nam là theo chế độ dân chủ, thì cái đó là một cái trở lực hết sức lớn. Bởi vì cái trở lực đó làm cho cái khả năng của Việt Nam bị phân hóa. Bởi vì nếu không hai bên mà cứ không đụng gì tới nhau, hòa bình với nhau mà đua nhau phát triển thì khác. Còn bây giờ một bên quyết chí xâm lược một bên thì không thể nào phát triển được, bởi vì suốt ngày lo đánh nhau thôi. Thì đó là những cái mà trong sách đã đưa ra. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.